áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn văn học lớp 10, văn bản 3, bảo kính cảnh giới, gương báu dân mình, bài 43 của tác giả Nguyễn Trãi. Rồi hóng mát thỏa ngày trường, hòe lục đùn đùn tán rực trương, thạch liệu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên chỉ đã tịn mùi hương. Lao sao chợ cá làng ngư phủ, sáng giỏ cầm ve lầu tịch dương, lẽ có ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp mọi phương. Theo Viện Sử học, Nguyễn Trãi toàn tập, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1976, trang 453. Như vậy, cô vừa kết thúc văn bản 3, bảo kính cảnh giới của tác giả Nguyễn Trãi. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở văn bản tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.